lại anh. Chuột đồ. Chuột đồ mày tới mày làm rần rần hả mày? Làm vậy tao mới sợ. Chuột đồ cái gì? Chuột xe nãy. Ờ. Nhiêu ạ? 3 triệu. Giờ chuột nhiêu? 4 triệu. Cái gì? Thôi đem vô đem ra quốc tao triệu bạc rồi mày. Chuột chuột thôi đi mày. Ờ mày, chờ một xíu mày. Qua đen. Alo, ông chủ hả ông chủ? Cái xe đó ông chủ. À, bao nhiêu cũng chuột hả ông chủ? Rồi, xe kỷ niệm không? Ok. Rồi, ghi cho tao đi. Bao nhiêu? 10 triệu. Trời, tao ăn có 2 triệu mày ăn cái gì cả đống vậy? Mày có cơm tao có cháo chứ, ghi đi. Mày làm vậy rồi mất uy tín tiệm tao hết, đâu có được. À, rượu mời cũng uống, uống rượu thuốc hả mày? Rồi sao? Cho thế nào cung phu rồi mày. Thôi nha, không có quýnh lộn nha. Thôi đừng mà. Đừng tao lại mày. Không, cái này tao làm được. Mày mà không lật cái mặt tao con mày. Gì tao rồi? Bây giờ quyết định nhiêu? 10 triệu. Đưa tiền. Thôi chút. Ăn gì mà ăn quá rồi. Vậy trời. Rồi, đi nha. Đi quên hỏi nhỏ. Gì? Chỗ nào luộc xe? Trời ơi, mày ăn lần mấy triệu bạc rồi bây giờ mày còn muốn luộc xe người ta, mày ác vừa phải thôi mày. Ăn ít người ta nói mình hôi lông. Đúng đúng đúng, mày nói cũng đúng, ta chỉ cho mày chỗ này nè. Ừ. Mày ra ngay chỗ ngã 6 đó. Ừ. Chỗ đó luộc xe uy tín lắm. Ừ. À, ráng đi nha. Ừ. Ăn nhiều nhiều cho nó thơm lông. Mày vừa đi vậy. Ăn cho cú. Được lời 2 triệu. Quay. Ai cầm quay nữa vậy? Quay. Kêu mày cứ quay quay cầm quay hồi nào. Sao? Gì? Bữa nay xong thấy cái xe nào rồi cầm gì nữa đây mày? Nữa, mày xúc phạm nữa. Cái mặt tay mà không có đồ cầm hả mày? Nhưng mày cầm gì? Cầm. Ê, đâu ai cầm thuốc lá vậy mày? Cầm giùm ông nội ơi. Cầm giùm mày nói cầm giùm mày. Chuyện quá. Hello, taxi hả? Ờ, không, không, ở đây không có gara, tao không cầm taxi đâu. Điều taxi quá, to lắm, tao cầm. Taxi tới, ai cầm taxi? Ờ, taxi hả? Cho một chiếc tới 193 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận Nhất nha. Ừ, chỗ sân khấu nụ cười mới á. Ừ, rồi, bye bye. Cầm gì nói đại đấy mày? Đại đi, sau cuộc điện thoại biết liền. Alo, ba hả ba? Ba hả? Ba. Ờ, ba từ từ nay về sau đừng bao giờ gọi điện cho con nữa nha. À, dạ con chào ba. Ấy bà mẹ mày. Cầm điện thoại này hả? À? Ừ. Mày cũng biết lo xa ghê ha. Sao mày? Trời ơi, công nhận điện thoại đẹp ghê mày. Nhiêu cái này loại mới nha. Đúng. Cầm cao giá lắm đó. Đó. Triệu. Đời mới cầm có 1 triệu nổi. Luôn sim luôn cạc đó. Còn cái cạc đó còn nói chuyện được tao mới cầm nhiêu đó đó. Còn không hả, giỏi chừng 700. Không, mày đưa tiền đây. Mày đưa đây. Mày cầm mày ém giá tao mài với mày. Nè đó. Mày nhớ nha, muốn cầm vô khác á. Điều đây cầm. Ê đó. Bỏ uổng. Sao cái thuốc này hút vô nó lạ lạ phê phê vậy ta? Đã quá quất luôn. Lần lần phê phê nhớ người yêu quá. Để điện thoại thăm người yêu coi. Alo. Tò tè ti, tò tè ti. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện chưa thanh toán cước. Để gọi đi quý khách vui lòng nạp thêm tiền đi nhé. Ờ che, available.
cầm cũng bị hố nữa, hết tiền mà sao nó gọi taxi được. Hai cuộc cuối cùng luôn. Công nhận thằng này nó canh hay thiệt. Hạ nhạc lên nữa chắc thằng khùng xuất hiện nữa. Để tao thổi, mày khỏi thổi. Được rồi, phải không? Ok. Cái điện thoại này nhiêu? 2 triệu. Nãy cầm 2 triệu. Giờ tao chuộc lại nhiêu? 3 triệu. 3 triệu. Biết cái tính tao rồi. Khi bao nhiêu? 5 triệu. Mày quá vậy. Thằng Út tao nói mình hơi lắm. Tao đưa tiền đây. Quá. Nè. Rồi. Đi nha. Ừ. Ý quên. Chỗ anh em hỏi nhỏ. Gì? Chỗ nào luộc cái này? Tao chỉ chỗ cho luộc uy tín luôn. Chỉ luộc là bảo đảm chất lượng luôn. Ok. Mày về mày chui vô bếp nhà mày bắt nồi nước luộc đi. Đi mày. Luộc chỗ đó đâu cần sợ người ta đổi đồ giả phải không? Thứ gì đâu. Ngày qua ngày, giờ không còn ai cầm gì nữa sao? Mày cầm cho tao bộ đồ, tao đuối quá. Hết đồ cầm rồi. Sao bây giờ mày thê thảm vậy mày? Hết đồ cầm thiệt rồi. Mày cầm cho tao bộ đồ quá. Mày bị gì vậy? Mấy bữa mày mua thuốc đó ở đâu vậy? Mày mua thuốc hả? Ờ. Đưa tiền đấy. nhanh. Nè, còn nhiêu đây? Nhiêu đây sẽ đủ. Với lại cầm luôn cái điện thoại em tao luôn đi. Mày cầm luôn hả? Tao hết tiền rồi. Trời ơi, mày tới số mà đợi tao chút xíu đi. Tiệm này bây giờ thành tiệm bán đồ chứ không phải tiệm cầm đồ nữa rồi. Có rồi hả? Lại đi. Cảnh sát thấy là chết á. Nhanh. Ê, sao mày đưa tao cục xin gom vậy? Trời ơi, nhanh, cảnh sát thấy là chết. Nhanh. Nhanh đi. Nhanh mà mày quạt vậy sao nhanh được? Tao nói. Thế mà chưa tao không biết, Hút ma túy mày, Đứng lại, đứng lại. Cảnh sát. Sư phụ theo con, sư phụ. Hai sư huynh không lo luyện tập trốn ở đây, sư phụ. Đâu, tụi nó đâu? Ủa, con mới thấy đây mà ta. Có chắc chắn là tụi nó đây không? Con chắc chắn là ở đây mà. Sư phụ đợi con tí. Alo. Dạ. Quỳnh hả Quỳnh? Quỳnh đây. Ai vậy? Dạ. Em Đệ nè Quỳnh. Có gì không Đệ? Dạ. Quỳnh đang đâu vậy? Tao đang ngoài đường. Ủa sao giờ này Quỳnh ngoài đường? Tao đang đi bán mà. Trời. Quỳnh bán gì vậy Quỳnh? Bánh mì Sài Gòn 2.000 một ổ, 1.000 nửa ổ, 500 không bán. Dạ, em xin lỗi. Em lộn số. Tao biết mày lộn số mà. Trà nội địa đánh thiệt. Lộn số nói chuyện chi cha. Tao mua điện thoại tháng này không ai gọi tao hết. Thấy số mày gọi tao mừng quá tao nói luôn. Dạ, nói chuyện với sư phụ em cho vui nha. Được á. Thôi được mày. Dạ sư. Ông nội rảnh thiệt sư phụ. Mày mới rảnh á. Đâu, tụi nó đâu, dẫn tao đi kiếm coi. Sao kỳ vậy ta? Ở đâu? Sư phụ theo con, điểm cuối. Ừ. Chạy giống vậy cho sư phụ ra tưởng mình tập thể dục. Sao sư huynh? Hả? Sư phụ tới. Sư đệ. Sư phụ. Ừ. Không chịu đi tập võ, đứng đây làm cái gì? Dạ nãy tụi con ra ngoài vườn để ngồi nhớ lại cái thời vàng son. Thời vàng son. Thời hút chích mà là thời vàng son. Thời cai nghiện có là thời gì? Dạ đó là thời mầm non. Không chịu tập võ. Dòm người ngõm kìa. Không giống mày hết trơn á. Mày đó, mày để sư phụ la hoài. Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi. Mày cố gắng tập võ lên đi. Cho thân thể nó cường tráng. Nhìn người mày đi, như con khô vậy. Sư huynh sao? Con mắm. Nói công dụng tập thể dục cho ta nghe. Dạ thưa sư phụ có dạy tụi con rằng
Thể dục thể thao sức khỏe dồi dào, ta nên mà luyện tập nhảy cao nhảy thấp đá bóng rồi điện kinh, rèn luyện thân mình dẻo dai mà gân cốt còn 21. Kinh kinh hết thúc sách tới cờ bạc ha, đọc bài mà cũng có đọc lô tô ở trong nữa. Tại sao Hoài Linh, con là đại sư huynh không biết làm gương cho các sư đệ hả, không biết rèn luyện thân thể tập luyện võ công để trở thành người có ích cho xã hội mà lao đầu vô tứ đổ tường, rủ chè cờ bạc trai gái hút sách. Con biết con làm như vậy á là con đã vô tình làm bại hoại thanh danh của võ đường nụ cười mới và đạp đổ hết tâm huyết sư tổ không? Sư phụ có bao nhiêu lời đó thôi, các con tự suy nghĩ đi. Đi. Dạ. Hai huynh cố lên nha, để tin tưởng hai huynh đó, đừng làm sư phụ thất vọng nha. Để lên. Dạ sư phụ. Đi. Sư huynh làm gì vậy? Nghe lời sư phụ ngồi suy nghĩ nè. Trời ơi, rảnh quá. Tôi cứ suy nghĩ là lo mà tập luyện võ thuật để mà phát huy cái qua môn phái nụ cười mới này. Sư phụ tự suy nghĩ gì nữa. Tập võ hả? Đi nữa. Tập võ đi. Tập gì tập? Hê. Thời gian cai nghiện, bạn Văn Long và bạn Hoài Linh đã trở lại với cuộc sống. Bạn Văn Long đã trở thành vận động viên sumo nổi tiếng trên toàn thành phố. Còn bạn Hoài Linh đã trở thành vận động viên thể hình nổi tiếng trên toàn thế giới. Chúng ta hãy nói không với ma túy. Con cất Tiểu muội, có chuyện gì vậy? Có thích khách đột nhập vô võ đường. À, chỉ là thích khách thôi mà, làm gì ghê quá vậy? Hay da, bốn con ma túy đối tượng nó quay trở lại. Quý khách trên mấy nhờ, bây giờ mới làm sao đây? Ê, đợi tụi nó xuống đây, bắt tay chào tụi nó một cái. Hả? Hay da, nó xuống tới rồi kìa. Tụi nó xuống rồi à? Sao rồi? Còn không biết chạy nữa. Hay da. Đường nụ cười mới đã bao năm nay được Hoài Thiên ta phát quang quy đại. Thế nhưng Hoài Linh, con lại không giúp ta làm tốt những chuyện trong võ đường, mà ngược lại con còn lún sâu vào các tệ nạn, bốn con ma dục, ma men, ma bạc, ma túy, ngày càng làm cho con buồn quán. Liệu con có xứng đáng làm trưởng môn võ đường nụ cười mới hay không? Có xứng đáng là đứa con của dòng họ võ hay không? Hãy tỉnh lại đi. Hãy tỉnh lại đi! Sư phụ! Con đã nghe lời sư phụ! Nụ cười mới trưởng gia! Sư phụ! Con đã thành công rồi! Sư phụ! Kìa con bướm vàng! Kìa con bướm vàng! Xe đôi cánh! Xe đôi cánh! Bướm mới bay được ba vòng, bướm mới bay được ba vòng. Con dịch xiêm, bạn mà cây. bạn không phải là con bướm đâu. Anh lừa cày quá. Sao? Em muốn bướm không nhông bướm với nhông gì? Bộ củi á. Tại không à?
Gì vậy? Anh Lừa. Gì? Hồi nãy á, em muốn bà con bướm vàng á, đẹp dã man luôn á. Sao đẹp? Không có đẹp đâu. Vậy hả? Ừ. Nói nghe nè, vậy thôi em đã nói là em không có biết múa rồi mà anh cứ bắt em múa hoài à. Thôi bây giờ không mấy tụi mình đóng kịch đi anh. Cho em đóng kịch. Em đóng kịch hay lắm. Cho á. Em đóng kịch nè. Đóng kịch gì? Trưng Dương đuổi giặc ngoại xâm. Ý, tuần này hay á. Ừ. Anh cho em dài ngon ngon đi. Phải ngon thôi. Dài trưng chắc hen. Dương chút. Trưng nhị đi. Dương chút nữa đi. Dài gì? Con voi. Ờ dài. Chịu đâu? Không chịu hả? À? Em đẹp gái dễ thương vậy bắt em đóng vai dòi à? Không chịu phải không? Thôi nói gì khỏi cho anh ăn xôi luôn. Thôi trời, thôi bây giờ anh nói em nghe nè. Bây giờ nè, bây giờ anh với em phải tập một cái tiết mục gì đó để cái ngày tới nè mình tiễn thầy đồ về thành phố đúng không? Dạ. Bây giờ cái tiết mục văn nghệ mình làm cái khác đi thử cái coi được hay không? Giờ em múa là không đẹp rồi đó mà bây giờ đóng kịch đem đâu chịu đóng vàng dòi đầu. Phải không? Bây giờ mình làm gì vui vui đi. Ê, cải lương đi. Được á. Đóng cải lương thử coi. Em khoái cải lương lắm á. Phải không? Anh. Sao? Hôm bữa anh ca cái tuần gì á? Tuần gì? Tuần gì em nhớ hay hay á. An Lộc Sơn phải không? Đúng rồi đó. An Lộc Sơn Dương Thái Chân phải không? Em là Dương Thái Chân đi. Em là Dương Thái Chân hả? Dạ. Anh An Lộc Sơn. Dạ. Anh làm thử thôi nha. Làm thử đi. Rồi bây giờ vậy nè, bây giờ là anh từ ở Biên Hải xa xôi á, anh về. Đúng không? Ra ngoài Biên Hải luôn. Ra Biên Hải thì em ở nhà, anh dạ. Anh nghe em thèm quả lệ chi. Ha, anh mấy cái đem cái quả lệ chi về anh dâng tặng cho em ăn đúng không? Đấy. Rồi ha. Vậy là em là công chúa phải không? Em là Dương Thái Chân. Nhưng mà em có giống công chúa không? Bây giờ thì công chúa cũng được mà cái này là cái tuần này là em là phải Thái Chân. Dạ. Em là vai Thái Chân á. Em khoái lắm á. Rồi. Làm luôn á. Bây giờ làm cho nha. Cho luôn. Rồi bây giờ anh ra Biên Hải ha. Dạ. Anh dân về là em kêu anh lại nha. Nhưng mà em phụ anh thôi cái em không có thuộc tuần nha. Thì bây giờ mà nói sao cũng được, miễn sao giống như cái bữa anh với em giật gọi sơ đó. Rồi. Làm nha, bắt đầu nha. Dạ. Được chưa? Trời, An Lộc Sơn xấu quá à. Kệ nó. Kệ nha, chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Thái Chân. An Lộc Sơn. Thái Chân. An Lộc Sơn. Thái Chân. Từ nơi biên hải ta về thăm Dương Thái Chân. Nàng ơi đâu rồi, sao không ra tiếp nghinh để ta đứng hoài mỗi giò quá. Thái Chân ơi, anh nghe em thèm quá lệ chi, anh mới vội vã về đây dâng lên cho người ngọc ăn đi em. Ăn liền. Trời ơi, cái này mà quả lệ chi hả? Tưởng tượng đi. An Lộc Sơn. Thái Chân. Nhìn quả lệ chi mà lòng tim đây tê tái. Giống không? Giống mắt cái giống giống tiếp nha. Tê tái. Dương Phi ơi, vừa biết Dương Phi yêu thích quả lệ chi đất linh, thần mới đem chút tài kỹ mã rời khỏi Trường An thương nhớ, trên lưng ngựa nâng niu giữ vẹn trái cây này. Hai. Được không? Hết rồi hả? Hết rồi, hết rồi đi. Bữa khác còn hơi hết hơi rồi, hết hơi rồi. Anh, vậy á, bữa đó mà làm cái tiệc liên quan đưa tiễn thầy cô về thành phố là anh hát bài này nha. Được không? Mình đóng tuồng này á. Rồi, trời ơi, nãy em diễn cả lương á mà em diễn giống như nhạc rap vậy á. Miễn sao mới dính được rồi. Ý anh Lửa. Gì vậy? Wow, trời ơi, cái làm gì mà mặt anh giống mất ngủ quá vậy? Tại mấy bữa nay anh thức anh canh con bò cái em ơi. Canh nó làm chi? Nó chưa có đẻ. À, anh canh nó đẻ mà nó không chịu đẻ hả? Ừ. Chết rồi. Sao vậy? Em biết tại sao nó không chịu đẻ rồi. Ủa sao vậy? Sao vậy? Thì anh biết sao không? Sao hả? Anh nằm bên cạnh nó đó. Ừ. Cái nó tưởng bê con ra đời rồi. Cái mặt anh giống bê giả màng luôn á. Em hay quá à, em giỏi quá à. Nói đó nói bậy bạ không à. Bởi vậy vậy nó nghe nè. Dạ. Đẹp ơi. Dạ. Từ ngày anh Mỹ anh về đây anh dạy học mình á. Dạ. Anh dạy mình chữ, mình thấy mình học sao mình vui quá ha. Trời ơi, anh biết không mà ba em á không có cho em đi học đâu. Em phải lén em đi học á. Anh biết không, anh Mỹ mới dạy cho mình được có mấy tháng mà em biết đọc biết viết biết đủ thứ. Trời ơi, thì ba anh cũng nói vậy đó. Ba anh cũng không cho anh đi học nữa. Ba nói là thanh niên có sức khỏe ra đồng làm ruộng được rồi, khỏi cần học chữ. Anh thấy không? Bởi vì anh không biết sao nữa. Em vậy ba nói hả, con gái chỉ cần biết hả đếm tính toán 1 cộng 2 bằng mấy để tính tiền vậy thôi. Không cần biết nhiều nữa đó. Thế giờ mình gì vậy? Anh lờ nó nghe nè. Gì nói đi. Em được đi học rồi á. Anh biết là lớn lên em muốn làm gì không? Đó, em nhắc anh mới nhớ đó. Bây giờ nè, mai mốt em lớn lên em mơ ước em làm gì? Lớn lên, em lớn lên. Em làm tới bác sĩ đâu. Em bác sĩ hả? Dạ. Nếu em làm bác sĩ. Dạ. Anh lớn lên, anh cũng có cái ước. Anh ước mơ làm gì?
anh mở một cái trại kế bên cái phòng mạch của em á. Trại gì vậy? Trại hồn. Bậy không mà. Sao vậy? Tự nhiên mở trại hồn. Thì ví dụ mà em mà mổ bệnh nhân mà rủi đứt bóng cái anh cất bệnh nhân vô hồn luôn cho nó gọn. Ôi bậy không à. Sao? Anh cứ vẫn chơi hoài em chịu đâu quá. Trời ơi bây giờ sao á? À? Thôi bây giờ không có nói giỡn nó chơi phải không? Em dạ. Chịu không? Anh nói thiệt nè em chịu không? Bây giờ nè, nữa em làm mà bác sĩ đó. Dạ. Anh thề với em, anh dắt nguyên gia đình anh lại chỗ phòng mạch em khám luôn. Nguyên gia đình lại khám luôn. Nguyên gia đình lại khám luôn. Khám luôn. Chị anh hứa rồi đó nha. Giữ lời, hứa giữ lời. Em làm bác sĩ thú y. Còn anh á, anh dắt gia đình lại khám đông vui. Bậy. Không, tự nhiên cái em làm bác sĩ thú y rồi, không lẽ nói gia đình là thú hả? Tại vẫn chơi chó, gà, dịch hả? Cho em chết thà, không được đâu. Rồi. Trời cho bộ. Ê, anh lừa. Gì đây? Quên nữa. Sao nữa? Em quên báo cho anh hai tin quan trọng. Nói coi. Bây giờ, một tin vui, một tin buồn. À, nghe tin nào trước? Tin vui trước đi. Tin vui phải không? Ừ. Anh không phải thi lại tên tên tên. Trời ơi, tôi biết cái sức học của tôi mà. Tin buồn. Anh ở lại lớp. Không à, không mở miệng ra nói vậy hoài à. Sao mà tối ngày mà đẹp nói anh lừa hoài vậy vậy? Em nói thiệt á, anh Mỹ anh nói hả là bà chính tả anh làm được có 4 điểm mà. Đáng lẽ 8 điểm mới đủ điểm đậu lận. Vậy hả? Dạ. Biết phải vậy anh làm thêm bài nữa chẳng hai bài 8 điểm, bài 4 cộng lại. Anh kỳ quá. Biết sao anh Mỹ anh nói á, là mặc dù là anh về đây anh dạy cho mình nó là học giỡn thôi, nhưng mà cũng làm bài thi đàng hoàng giống như cái lớp học thiệt vậy đó. Vậy hả? Dạ. Ờ vậy thì cũng được, cũng sao đâu. Ê, ba về. Bác cặp ra. Ai đưa bé đứa đi làm cái gì á hả? Bác mới về hả bác? Ba. Trời bác mới về. Sáng sớm quá. Trời ơi ba, sao ba nhậu hoài vậy? Gì đâu nhiều. Sáng giờ 5 giờ ta nhậu cử, 7 giờ ta nhậu cử, mày nói ta nhậu nhiều. Ba này. Mày lo nấu cơm nấu nước gì tao ăn chưa? Tao đi ngang nhà thấy không có mùi gì hết trơn á trời à. Đâu có nấu được đâu. Hôm nay là anh Mỹ anh tới anh dạy cho tụi con học mà. Học cái gì? Tao nói rồi, con gái con đứa là chỉ cần có sức khỏe thôi là ra ruộng làm là được rồi, chứ cần gì phải học gì hả? Ai biểu mày học à? Rồi bác ơi, bác phải cho bé Đạt đi học để biết chữ mới tốt được chứ bác. Dạ. Tốt gì, tao cũng đâu có biết cái chữ nào đâu, tao cũng tốt vậy. Có mày ba nói tao xấu hả? Ba biết không, từ hồi anh Mỹ anh dạy tụi con với anh Lừa biết nhiều chuyện hay lắm á. Đúng rồi ba. Ba không có đi học, ba không có biết. Ừ, làm gì không biết, Mỹ so với tao nè, ngón chân à. Nó biết bao nhiêu? Trời, nó biết 10, tao biết tới 100 luôn. Trời ơi. Ba thiệt, ba biết tới 100 không? Chứ sao, cái gì chuyện trên trời gì, chứ đất gì, ổ dưới đất ở đây chứ. Đúng rồi. Trên trời lên đây, cái đúng. Gì tao cũng biết hết. À, hay quá. Tao nói cho tao biết nghe. Hả? Dạ. Tụi con hỏi ba, những cái chuyện mà anh Mỹ dạy tụi con á, nếu mà ba không trả lời được thì ba thua hen. Thua đi. Thua chắc luôn, tao chắc tụi bay luôn. Hỏi cái gì tao không biết hết trơn, trời cho tụi bay hỏi luôn. Vậy là bác hứa bác nhớ giữ lời nha. À. Nha. Rồi, bé tao đẹp. Hứa già rồi tao không có nói hai ba lời. Vậy ha. À, một lời nói ra là 4 ngựa kéo không nổi luôn. À, tứ mã phanh thay. Phanh thay. Bạn vậy là mày đâu có học đâu, tao có học. Đã, mày. Tao học đâu, nói con tứ mã nan truy. Trời ơi, bác học hay quá. Bởi vậy mấy người xỉn học giỏi lắm. Anh nè, bây giờ nè, bé đẹp. Hỏi đi. Bây giờ bé đẹp đem mấy cái câu mà anh Mỹ dạy cho mình đó. Rồi. Đố bác. Rồi, bây giờ con đố ba nghe. Về. Đây là câu mà anh Mỹ dạy con nè. Ừ. Tác giả là người sinh ra tác phẩm. Ừ. Vậy tác giả của tác phẩm Chí Phèo là ai? À, bác nói đi. Vậy cũng hỏi nữa. Có gì đâu khó. Trả lời đi. Tác giả là người sinh ra tác phẩm. Dạ. À, vậy là tác giả của tác phẩm là ai? Dạ. Phải không? Vậy bây giờ tác giả của tác phẩm Chí Phèo là... Dạ. Má của Chí Phèo. Bó tay ông luôn. Yeah. Tác phẩm của Chí Phèo á là Nam Cao đó. Bởi vậy á ba không đi học, ba không có biết. Mày nín mày, tao xí, tao tính nói Nam Cao mà tại nói trễ chút xíu sau mày thôi mày. Chắc rồi. Ba tính nói Nam Lùng quá. Rồi. Nam Cao gì? Rồi, câu đó hơi bị khó. Khó phải không? Hồi tao vô học cái bữa cô dạy cái đó là tao không có vô lớp nên ra tao không biết. Rồi, bây giờ hỏi câu khác đâu. Câu khác phải không? Câu khác. Anh hỏi đi. Con hỏi nè. Hỏi. Để anh hỏi anh nè. Anh hỏi đi. Bây giờ nè, con hỏi bác nè. Ừ. Bác có biết Thạch Sanh là ai không? Vụ này tao không biết. Chưa, tao đã từng ăn thạch nhãn, thạch chè, thạch dừa rồi mà chưa ăn thạch xanh, tao không biết thạch xanh mà. Trời ơi, rồi bó cách ông luôn nữa rồi. Hả? Chứ mày nói thạch xanh là cái gì? Trời ơi! Ba ơi,
Thạch Xanh á là cái chuyện mà Thạch Xanh Lý Thông á. Bởi vậy ba không có biết chữ, ba đâu có đọc chuyện được đâu mà ba biết. À tao cũng định nói rồi mày ơi. Trời ơi, thôi định thôi bác ơi, mệt mất rồi. Nhưng mà tao nói chung là mày không có đi học. Tao cấm mày đi học nghe chưa? Ở nhà lo nấu nướng cho tao, tao nhậu về là tao có đồ ăn tao ăn. Bác chỉ cần có sức khỏe mày làm ruộng được rồi. Bác nói nãy bác nói bác thua, bác lớn bác giữ lời mà bác. Người lớn nói không giữ lời. Bác chưa thua hả? Vậy tại vì rượu nó không giữ lời chứ tao không phải là tao nuốt lời. Bác nói vậy không được nghe bác. Nói gì nói nhưng mà không được ồn ào. Tao vô tao ngủ. Vậy là bác chịu thua à? Lên đạn ơi bác. Nhưng mà không tới lớp nghe. Đứng ở nhà mày dạy nó là 2 cộng 1 là 4. 4 cộng với 4 là 10. Dạ. Vậy là đủ rồi. Biết vô đó là đủ rồi hả? Dạ biết rồi. Tao vô tao ngủ à. Giỏi quá anh ơi. Hay quá. Bác hay quá. Bác coi chừng bác. Coi chừng vậy. Dạ. Hai cái cột cây trước kia. Cây chứ. Nè mày coi không có sai đâu mày. Dám bài lắm à. Dám bài đó thì trời ơi. Tôi nghi lắm mà có thiệt mà thấy chưa. Không vậy đâu đó. Bởi đằng xỉn về là ưa bài lắm. Ngủ. Trời ơi, ba muốn quái hơn ta lắm á, vậy đó. Không có nói chuyện là ngủ á. Anh ơi, để bây giờ ôn bài đi rồi chút anh Mỹ tới dạy mình học á. Vậy đi ha. Ừ. Rồi. Ê, anh Mỹ tới kìa. Anh Mỹ. Anh Mỹ ơi. Anh sao đây tới trễ vậy? Trời đất ơi, đi đường xinh quá. Qua đây nè. Rồi. Dạ. Chào. Chúng em chào thầy ạ. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi đừng kêu bằng thầy. Anh lên đây anh dạy mấy đứa có 3 tháng rồi, anh về Sài Gòn đi học đây rồi. Kêu anh đi cho thân mật nha. Dạ kêu thôi, kêu cái khác thân mật hơn được không? Rồi kêu cái nào thân mật kêu đi. Mày tao đi. Đó, thân mật lắm. Mày tao làm sao mà vui được. Thân... Anh là anh lớn mà sao kêu mày tao được. Thôi kêu cái khác đi. Bạn bè được không? À được á. Bạn bè cũng không được nữa, anh là người lớn mà phải kêu anh là anh. Vậy chứ em với bé đẹp cũng kêu nhau bạn bè được vậy. Anh em với bé đẹp á là tại vì trang lứa bằng tuổi với nhau kêu bạn bè là đúng rồi. Còn anh lớn hơn tụi em, phải kêu anh là anh mới đúng chứ. Anh đi ha. Anh Mỹ. Giỏi. Em giỏi nhất lớp luôn. Em cũng giỏi nhất lớp á. Hai đứa nào cũng giỏi á. Anh giỏi nhất, em giỏi nhì, lớp có 2 đứa. Nghe cho nó gọn. Ủa, mà sao tí nay nó không đi học? Trời ơi, anh Mỹ không biết gì hả? Sao? Trời ơi, hôm qua nè anh lừa anh tí quá trời luôn anh. Anh làm tới ghê luôn nha. Anh lên gối xuống chợ nắm đầu thằng tí quái giọng bám. Chở tí đi nhà thương mổ luôn rồi. Thằng tí nó mổ cái gì em? Avidan. Vô duyên quá à. Anh quánh mà em sốt ruột luôn á. Anh quánh ngay đây nè, cái nó giọng lên tới cổ nó bị Avidan luôn á. Nhưng mà cái chuyện đó mà mổ Avidan này mắc mới gì tới anh đâu em nói. Thôi, có đó. Nghe anh hỏi nè lừa. Dạ. Tại sao em đánh bạn tí? À, tại vì ai kêu tuần trước á, nó nói em là cái mặt em giống khỉ đột làm chi. Trời ơi, tuần trước bạn nói em mà sáng nay em đánh bạn là làm sao? Tại vì em nói với anh nghe nè, tuần trước á nó nói em khỉ đột. Mà em chưa có biết cái mặt khỉ đột ra làm sao hết trơn á. Mà sáng nay mới mở TV coi nè, thấy cái mặt khỉ đột đàng hoàng, bởi vậy nó y chang cái mặt em như cái mặt nó. Quê quốc nó được không? Giống đó bà. Em mà đánh bạn một lần nữa là anh về anh mét ba em á. Quýnh bạn chứ đi học mà cứ quýnh bạn không là sao? Mấy cái đề tập làm văn anh cho mấy đứa về nhà làm, mấy đứa làm chưa? Dạ rồi. Làm rồi á. À, cái đề tập làm văn anh cho bé đẹp là tả về ba của mình. Trời, em tả về ba em hay giả mang luôn á. Hay đọc cho anh nghe. Em đọc cho anh Mỹ nghe nha. Rồi. Nghe bạn làm rồi học hỏi nha chưa? Trời, ta không cần coi bài người ta cũng làm được nữa. Nghe nè. Ba em là người đàn ông tài giỏi nhất. Ba em có thể bơi qua đại dương rộng nhất, leo lên ngọn núi cao nhất, giết chết con hổ dữ nhất, nhưng ba em không có thời gian làm những việc đó. Ủa sao vậy? Vì ba em đang bận rửa chén cho mẹ. Đảng hậu thơ đảng hậu quá. Hay mà đảng hậu gì? Trời hay, anh thấy hay không? Đây này chỉ là được thôi chứ không có hay lắm. Trời, đâu anh làm được không? Đây nè, nghe nè, thơ của em á hay nè. Khỏi cần coi cái tập vở gì trơn á nè, trong đầu có ai có sẵn nè. Nghe em tả nha. Rồi phải từ từ. Mà em nói anh nghe nè, cái bài thơ bài văn gì cũng phải có mở bài, thân bài và kết luận đúng không? Đúng rồi. Thôi phải sạch sẽ gọn gàng, phải có hậu đàng hoàng chứ. Đúng rồi, phải gọn. Dạ. Làm coi. Cái đề tập làm văn anh cho lừa là tả một chuyến về quê thăm bà nội. Em tả chưa? Đó, đem tả cái bài của anh cho đó. Đâu? Dạ, bắt đầu nghe nha. Mà đâu tập vở đâu. Em khỏi, em nhớ luôn rồi. Rồi nhớ đọc cho nghe đi. Em nói cho. Một bài tập là văn dài lắm mà nhớ luôn. Ngắn gọn sạch sẽ đàng hoàng. À vậy hả? Rồi đọc đi. Nè, anh với bà đạt nghe nha. Rồi nè. Mở bài. Bà. Ừ. Thân bài.
Nội hai. Ờ. Kết luận đi vắng. Trời ơi, vắng gì mà vắng đảng hậu vậy? Trời ơi, ta gọn gàng sạch sẽ nhưng mà đảng hậu. Vậy đọc tiếp đi rồi sao nữa? Rồi bả đi vắng rồi lấy gì có bả đâu mà tả mà đọc tiếp. Trời ơi. Anh lừa em mới tiền, em ngưỡng mộ anh luôn á anh lừa. Trời ơi, chứ sao? Anh làm văn mà tao nói trời ơi nó hay giả mang luôn á. Đó. Gớm luôn à. Nghĩ sao bài văn có một câu một à. Ừ. Có ngày chơi tao thôi bây giờ không có cây gỗ nữa. Anh cho một câu hỏi mới, đứa nào dạ. biết cho tay trả lời cho anh. Rồi rồi rồi. Trong con người ta có bốn quá trình phát triển răng. Em nào biết cho tay trả lời. Em riêng rồi. Em anh kêu giơ tay mà em giơ là em sai rồi. Đưa trả lời. Em trả lời phải không? Dạ thưa anh, trong con người ta có bốn cái thứ răng. Ừ. Một, răng hàm. Đúng. Hai, răng nanh. Đúng. Dạ từ từ em mới nhớ được chứ. Ba, răng cắm. Bốn, đúng. Răng giả. Bậy rồi. Sao bậy? Em nói anh lừa nghe nè. Anh lừa nói vậy anh bị danh dựng chết á. Anh dạy mình học mà cuối cùng anh nói sai hết trơn rồi. Sao sai đâu, sai chỗ nào? Anh đi học quá, anh phải cố gắng anh tới lớp đều đặn. Anh nghe anh Mỹ dạy rồi anh tiếp tu bài. Nghe nè, nghe người đi học chưa từng nghĩ một ngày người ta trả lời học hỏi được không? Nghe nha. Nghe. Cái thứ tư người ta là răng khôn. Đúng. Cái thứ năm mới là răng giả. Ờ. Cái thứ sáu là răng hết. Là hết là sao? Là sao? Là hết răng nè. Dở bà cố luôn á. À đó em nói cái này anh mới nhớ nè. Bà cố anh ở nhà đâu có răng đâu. À. Hay nhỏ này hay nè. Hay à, quá. Bà cố hay quá. Đuổi nguyên hàm luôn. Đứa nào cũng trai đó. Sơn đồ mất tiêu. Trời ơi. Hay lắm. Bây giờ tới anh hỏi bé Đạt nè. Dạ. Trong con người ta có mấy cái giác quan? Biết luôn. Dạ thưa anh Mỹ, trong con người ta có nám giác quan. Giỏi. Cái này là cái gì? Giỏi, hay quá. Cái lỗ tai là tính giác. Giỏi. Còn cái này? Mụn. Qua đây nhìn tôi cái này hay quá. Anh chỉ mụn chỉ kìa. Cái gì hay quá, đã nói rồi anh Mỹ dạy cái gì thì nói cái đó. Hả, anh chỉ thì phải chăm chỉ mà học đúng không? Ừ. Vậy mà nói lớn lên là bác sĩ, kỹ sư, không biết gì biết nãy giờ anh chỉ anh dạy cái gì không? Hả? Nói đi em. Anh chỉ cái mục rồi. Đúng không? Mục rùi hả? Anh chỉ cái mục rùi hồi nào? Chứ anh chỉ gì? Anh chỉ con mắt chứ bộ. Rồi. Lành quá à. Tôi chết quá luôn. Con mắt là thị giác. Giỏi. Còn cái này? Cái lỗ mũi là hửi giác. Tại sao gọi là hửi giác? Thì mình phải hửi mình mới biết được mùi ha. Đúng rồi. Hay đó. Câu này hay đó anh. Cái lỗ mũi người ta là khứu giác biết chưa? Cái lỗ mũi người ta gọi là khứu giác biết chưa? Chưa. Trời đất ơi. Anh mệt với em đó rồi nghe Đẹp. Chứ anh tưởng nãy giờ em khỏe với anh hả? Trời ơi. Em biết thiệt với anh chứ nãy giờ giữa trưa nắng em bắt em anh em học á, em đổ mồ hôi hột luôn á. Tụi em nhưng mà tụi em phải cố gắng tụi em học. Tụi em thấy mấy nhà bác học không? Người ta học hoài học mãi học tới sói cái đầu mà người ta vẫn còn đi học đó. À, vậy em biết tại sao mấy nhà bác học bị hói đầu rồi. Sao vậy? Bị á, mấy nhà bác học á hoạt động đầu óc nhiều quá nên tóc mọc không nổi. Giỏi. À em cũng biết nữa rồi. Anh biết cái gì? Hèn chi con bé Đạt á, nó cái mép nó không có râu á. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì cái miệng của nó hoạt động nhiều quá đó cho nên là râu nó mọc ra không nổi á. Chưa gì? Em con gái thì sao có râu? Ờ. Đứng đi. Thì bây giờ nè bớt nhiều chuyện lại chút, đừng nhiều chuyện nữa cho râu nó mọc ra từ từ được không? À, vô gì. Thôi không có được chọc bé Đạt nữa. Bây giờ mấy cái bài tập anh cho về nhà làm mấy đứa làm chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Đâu, đưa tập ra anh chơi, kiểm tra coi. Dạ, em coi em làm xong đầy đủ hết rồi. Đây nè anh Mỹ. Giỏi lắm. Lừa là tiến bộ đó nha. Không phải tiến bộ đâu. Em là giỏi hơn anh lừa luôn á. Em trời đất ơi, chữ em nay xấu quá bé Đạt. Chữ cái gì vậy? Sao anh quánh em? Thích là đánh à. Đây nè. Việt Nam á, chữ Việt là phải chữ T. Em ghi chữ C, sai chính tả. Sai chính tả mà. Sao quánh hoài vậy? Thích là quánh. Bài toán em làm đúng nè. Ý đúng rồi. Toán làm đúng nè. Ủa sao toán em làm đúng mà cũng quánh em nè. Anh Đạt ơi, anh xin lỗi Đạt. Anh lỡ tay Đạt ơi, em làm đúng mà anh lỡ tay. Anh xin lỗi Đạt nha Đạt. Thôi không lấy anh trả lại cho em cái nha Đạt. Trời ơi, thôi mà anh trả lại cho em cái nha. À, anh trả lại cho em cái nha, em chịu không? Em nói đi. Em nói chịu đi. À, trả lại cho em cái nè, đó. À vậy em không tức. Trời ơi, thấy chưa? Nó học khôn lắm phải không? Nhỏ này nó khôn lắm vậy anh. Nó mới công bằng chứ. Bé Đạt. Dạ. Anh làm gì vậy? Tự nhiên anh thấy anh sợ em quá. Trời có gì đâu sợ. Bé Bé Đạt cho anh hỏi em nè. Em té giếng mới có 3 lần thôi á. Trời ơi. Dạ. Bài toán này em nhờ ba em làm phải không? Không có thiệt luôn á. Bài toán này là em làm thiệt á. Ba nó dạy đó. Không có thiệt mà. Ba bé Đạt dạy đó. Con nít mà nói dối người lớn là xấu lắm nghe chưa?
em thề với anh Mỹ luôn á. Cái bài toán này là em làm thiệt á. Còn sai chính tả là ba em viết á. Trời ơi, thấy chưa, em nói mày không tin. Ba giỏi quá, ba bé đẹp giỏi quá. Ê, ngày mai sáng mai dẫn ra đây cho anh Mỹ dạy ông luôn đi. Thì chắc phải dạy rồi, chứ giờ ông yếu à. Ờ thì lỡ rồi, cho ông học luôn đi. Anh nói tụi em phải cố gắng học đi, bởi vì còn một tuần nữa là anh về Sài Gòn rồi đó. Ý, tuần nữa anh lên Sài Gòn hả? Ừ. Anh Mỹ ơi, sao anh lên trên Sài Gòn á, cái anh thấy trai nào đẹp á anh dẫn về đây anh làm mai cho em đi. Em nói thử cái tiêu chuẩn bạn trai của em coi. Mày nói tiêu chuẩn bạn trai em đơn giản lắm á, em chỉ cần đẹp trai nè, học giỏi nè, con nhà giàu là được rồi. Nó nghe nè, rồi mốt đám cưới của em á, dạ em đãi ở chỗ mà nhiều người đến dự lắm. Ở đâu vậy anh? Ở Sa Mạc á. Ủa Sa Mạc sao người ta đến dự nhiều? Không phải người ta chứ sao? Lạc đà á. Đậu quá. Mộng phù du không à. Tại em, tại vì em thích con trai đẹp. Trai đẹp á, tính trai đẹp phải không? Dạ. Thì có người khác cho em. À đúng rồi, em thích nhất là cái anh gì, anh Beckham á. Beckham hả? Beckham dạ. Ơi, Beckham ơi, xuống phong độ rồi, hết đẹp rồi. Ủa? Bữa mới qua bển thấy nó nè. Dạ hả? Hết rồi, còn thằng khác đẹp hơn. Ai vậy anh? Nói lên. Ai? Ronaldinho. Nhô, nhô đó đẹp dữ lắm. Đá cho đội Barcelona đó. Đẹp lắm hả anh? Ờ, anh bắt nó bán độ anh quả gì. Anh giỡn chơi hoài, em chịu với anh đâu. Tụi em phải cố gắng học đi nghe chưa. Anh thấy mấy đứa học như vậy là cũng giỏi lắm. Anh Mỹ ơi, hình như là một tuần nữa anh về thành phố rồi phải không? Ừ. Tụi này cũng buồn quá. Không biết có gì thôi, ngày mai anh lại nhà tụi này á, tụi này làm gà đãi anh nghe. Mà quên nữa đẹp ơi, dạ. Gà nhà mình á, nhà anh với nhà em như cúng rồi, bị giết hết trơn trội rồi. Thôi tụi em làm khác đãi anh. Làm cái gì? Dịch. Ủa vịt với gà cũng thứ mà. Nhưng mà vịt con ăn được. Chú cúng, dạ, có cúng. Con ăn được, có con ăn không. Vậy là ngày mai. Dạ. Chiều nay anh sẽ ghé nhà tụi em. Để ha. Chiều mai chứ. Ừ. Nhưng mà anh nhớ đem vịt lại nha. Tại vì anh đem lại tụi này mới làm cho anh ăn được. Vậy mà kêu là đãi anh đó hả? Nè, nói nghe nè, bây giờ anh tính gì đi. Chiều mai anh ghé nhà tụi em làm cái món vịt gì đó. Dạ. Mà nhớ món làm gì? Tiết canh nha. Tiết canh đi. Trời ơi, đẹp làm hay lắm á. Dạ. Ăn xong rồi anh sẽ nói với ba của em là cho tụi em đi học được không? Rồi. Trời thiệt hả? Ừ. Anh mấy ông nào giờ ba em không cho đi học. Hồi đó đó anh học tới lớp mấy nghỉ hả? Lớp 2 à. Em hôn anh à. Lớp á, lớp 3 đó. Đó đi ba mất nghỉ luôn, buồn quá. Dạ anh qua anh nói giùm ba tụi em cho tụi em đi học nha. Ừ, anh hứa luôn á. Vậy là sau hè này á, đến đầu năm học mới á, là em với anh sẽ được cùng nhau đến trường. Yeah. Cần tìm cái mùi cồn mà không ra mùi cồn mà ra mùi giấm là sao ta? Bực
mình gây tiếng từ sáng giờ không. Mày làm gì vậy? Hả? Mày đi qua đi lại tao cũng chóng mặt chứ. Mày tìm gì mày không nói, mày đi qua đi lại mày lầm bầm mày coi cha mày như miếng giáp, mày muốn dở lên sao mày dở vậy hả? Không tìm chai rượu. Nói vậy là nãy giờ mày tìm chai rượu. Mày tìm chai rượu mà mày lật cửa lật nghiêng thằng cha mày hả? Tao hỏi mày, chai rượu đó mày để đâu mà? Còn để trong tủ đó, mới hồi sáng để trong tủ khóa lại đàng hoàng, không cánh mà bay. Trong tủ thì nó còn trong tủ, nó bay đi đâu hả? Còn chai không à? Thì cái chai rượu này kiếm cái chai không hả? Con tìm chai rượu. Cái chai đó không phải chai rượu hả? Cái đó là chai không. Vậy là nói nãy giờ là mày nghi gì cha mày lấy hả? Chứ giờ còn hỏi ba nè, ở nhà này chỉ có hai cha con mình thôi. Chai rượu của con không lấy. Thì ai lấy? Ai lấy? Tao nói cho mày biết nè. Mày á, mày nghi mà mày nghi cũng ngu. Sao ngu hả? Tao ở trong cái nhà này, mặc dù tao là cái thằng nghiện rượu thiệt, nhưng mà có chai rượu đó chưa chắc gì tao lấy chai rượu mà. Tao ăn cắp chai rượu tao giấu nó không dễ không hả? Tao ăn cắp chai rượu khó giấu. Đúng rồi, nè con nói cho ba biết nha. Ba nhìn lại cái tướng của ba đi. Cái tướng của ba bây giờ hả? Nó còn thua cái tấm ván ép nữa đó. Ba uống rượu gì nhiều vô. Do sao? Tao uống rượu thì có ảnh hưởng tới mày không? Tao vẫn nuôi mày mặc thù lù như vậy. Sự hy sinh như vậy em đi giờ mày còn nói. Rồi nói qua nói lại rồi mày cũng nói tao lấy rượu của mày. Nhà rượu nó quý lắm hả? Nhưng mà con tức chứ, trời, chai rượu đó, ba nghĩ sao không biết. Bạn con gửi từ bên Mỹ vậy, mà chiều nay con đi sinh nhật bạn gái con rồi. Mày giận ngoại hả mày? Hả? Mày coi chai rượu Mỹ hơn thằng cha mày hả? Ê mày, tao quấn cái cha mày hả mày? Hả? Thứ con mày đẻ ra uống mà. Xong, xong đó. Cuối cùng là mày vẫn nghĩ thằng cha mày lấy chai rượu của mày hả? À, cái đó con có nói nha. Con không có nói là ba lấy chai rượu của con nha. Nhưng mà con hỏi ba nè, ở cái nhà này chỉ có con với ba thôi. Chai rượu của con đáng lẽ con lấy, đúng không? Giờ ba lớn rồi ba suy nghĩ đi coi. Ai? Chai rượu đó ai lấy? Ai? Ai vô đây lấy? Đúng không? Ai lấy? Ê, đừng đừng chọi, coi chừng quỷ nhan sắc tôi. Đừng. Gì vậy, gì vậy? Sao tự nhiên phan đồ với con chứ? Ông sống đẩy bạ quá. Nóng mà từ từ dại, ông sống kỳ quá. Mất đồ phải không con? Dạ. Ông đó, ông vậy là không được. Bây giờ ông lỡ ông lấy của con, ông trả cho nó, ông giữ làm cái gì? Đúng không? Con muốn cái ông nó để trả cho con, ông làm gì là bậy bạ đó. Lấy đồ của con phải không? Dạ. Sinh nhật phải không con? Dạ. Ừ, coi được rồi, để đó nói cho. Bậy lắm nghe, bậy lắm. Mình lớn tuổi rồi, phải chi là 16, 17 tuổi đi ngựa hít hết. Như tụi nhỏ rồi ra bắn lỗ tai đeo tôi cũng nói. Mấy bông của con nó tặng sinh nhật. Ông làm gì được, ông lấy làm gì, đã lẽ giờ già vậy đó, 40-50 tuổi ra kia kìa bấm đôi tay đem bông đây, tưởng quỷ, hiểu không? Đang đi mà quay mặt, trời ơi, con quỷ già đó bông. Đứng tướng chi xấu vậy? Già đứng tướng chi kỳ vậy? Xấu mà hù mà hết hồn. Cái gì ạ? Cho ý kiến nè. Ý kiến gì? Bà ở đâu ạ? Trời ơi, ông nhiều lúc già rồi, ông cứ cười quá. Tại tự giới thiệu với ông, tôi hàng xóm ở kế bên là... hàng xóm hả? Ừ, hàng xóm nãy giờ bà làm bà vô á, người ta hiểu lầm, người ta tưởng là vợ tôi hay là mẹ tôi thôi chứ không phải là hàng xóm. Ủa sao vậy? Ông kỳ. Ê bà ban vô bà không biết ấp giáp gì hết, bà nói mất cái gì? Mất cái bông, nó đi sinh nhật bạn gái nó chiều nay là chỉ có mất bông, mất dây chuyền, mất cà rá thôi. Mất gì cái gì ông đừng có chơi với, ông ngã đổ vậy đó. Cái nào tôi nói cho nghe. Bây giờ nhà trật tự nghe tôi nói, từ giới thiệu tôi tám hàng xóm kế bên. Tại sao có vậy một rùi vậy? Ý nghĩa lắm nha. Trời cho đó có lên là chị Y, có nghĩa là im lặng để một mình cứ nói thôi. Cha con đừng có làm như vậy, đúng không? Nè, nhưng mà con cũng đừng có hiểu lầm vậy. Nhiều khi ba con thấy thích đẹp, ba con lấy ra ba con coi thôi, chứ không phải là ăn cắp. Nhưng mà thiệt tình là cái mặt ông cũng gian thiệt. Mặt ông gian quá. Bó tay mày rồi nè. Bó rồi đó nè.
thì con trả cho con nó đi, lỡ lấy trả đi con, nó không có nói gì đâu. Cái bông phải không, cái bông phải không? Tám ơi, tìm chai rượu chứ không phải đâu bông. Rượu? Dạ. Đó, rượu thì càng không dính tới tôi nữa, đúng không? Tôi đàn bà có mà vô rượu mà ai nghĩ là như đàn bà mà cầm cho rượu uống cà 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 quá. Đàn bà không bao giờ uống rượu. Mà nhà này có ai, có ba người, đúng không? Tôi đàn bà là tôi không có uống rồi đó, tôi là không có uống. Rượu nó chẳng lẽ nó ăn cắp, đúng không? Tự nhiên rượu của mình đi ăn cắp, đúng không? Thì còn ai? Ai đâu? Ai? Ai là mày phải tự biết rồi, thấy đúng không? Tao vô là không giải quyết đâu rồi. Rượu là không bao giờ có tên tôi á. Mà tôi là không bao giờ đi ăn cắp giặt ba cái dự rượu. Mà nhà ai đâu? Tôi đàn bà là tôi không có uống rượu cà cà rồi. Rượu nó chẳng lẽ nó lấy, hiểu là cái gì? Tôi là tôi không có lấy đó nha. Rượu chè là không có tính tôi. Là con phải hiểu, nghe chưa? Rượu là con phải hiểu. Sâu rượu ở đâu là con phải hiểu, vậy tao cứ về nha. Rượu mới dụ rượu nha. Rượu nha, là chuyện có lấy tao về à. Đừng bao giờ có ý nghĩ xấu xa đen tối là dì Tám của mày lấy, nghe chưa? Dì là hàng xóm qua giải quyết tao, nhớ chưa? Mày phải nhìn cái hướng tay mà mày cứ nhìn tao hoài là nó ngu quá. Tao về à. Ủa? Cuối cùng dì Tám qua đây nói như vậy thì ai là người lấy chai rượu ta? Không lẽ là... À, con nhớ rồi. Trước khi dì Tám về, dì Tám có chỉ là... Cái gì? Mày lựa chỗ luôn á. Mày ngon mày hẹn hẳn. Quất chết cha mày luôn. Đồ có thứ mất dạy. Bực bội. Sư cha hả? Trời ơi. Sao? Đang nổ điên. Cái gì mà điên? Anh đang gây lộn với ai vậy? Thứ mất dạy. Nhỏ mà mất dạy. Trời ơi, thôi anh ơi, bỏ đi một câu nhịn bằng chín câu lành. Con khỉ, một câu nhịn là chín câu nhục, quất tới bến luôn. Trời tay nè, tôi nói cho anh biết nghe không. Trời ơi, mấy đứa nhỏ bây giờ nó không biết lớn nhỏ là cái gì hết. Tao hãy hở ra hả, nó giác mã, nó chém ta lả âm binh hết á. Tôi chấp mười mặt nó dám chém tôi kêu nó bằng cha luôn á. Trời ơi, anh tưởng anh là ai mà nó không dám chém? Tôi cha nó mà. Trời ơi, hố nữa rồi. Vậy mà tôi tưởng nãy giờ anh cãi lộn với ai cha con mà làm như là kẻ thù vậy đó. Phải thù thôi, đang buồn bực. Đang buồn bực cho nên bữa nay có chai rượu tới mời anh uống với tôi. Đi, vô đây. À, đang ngủ đi mà. Bực bội mà, ha. Tôi quá sức bực bội anh đi. Bình tĩnh, anh bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh sao được. Trời ơi, dầu gì nó cũng là con cái mình. Nó có coi tôi là cha nó không? Hả? Nhưng mà anh ơi, mình là người lớn, mình phải rộng lượng. Thấy không, nếu nó không coi mình là cha thì mình coi nó như người dưng. À, anh nói gì câu trớ que à? Có duyên á. Giỡn chơi, giỡn chơi chút nha. Thôi được rồi, tôi nói anh nghe. Sao? Bữa nay tôi quá buồn vì hoàn cảnh mà thằng con tôi mà nó xài xỉn. Bữa nay tôi đem rượu qua đây, tôi mời anh uống để chia cái nỗi buồn này cùng tôi thôi. Thôi anh ơi, tôi không có uống đâu anh ơi. Trời ơi, hộn vợ tôi nó về đây, nó thấy được vậy là nó chết tôi nữa. Đã đi chợ hả? Tao có đi chơi Vũng Tàu rồi. Trời, đi Vũng Tàu ít nhất mấy ngày nó mới về. Đừng có lo, yên tâm uống với tôi đi. Nhưng mà tôi không có dám uống với anh đâu. Sao vậy? Uống với anh được một hồi có chuyện nữa. Có chuyện gì đâu, tôi bình thường uống là uống nó có gì đâu. Đây nè, anh không biết hả? Anh có cái tật phải có rượu vô là anh quậy. Mà cả làng, cả xóm nãy cũng biết hết á. Rồi đi vòng vòng nãy giờ không ai dám uống với anh, nó quẹo qua rủ tôi ha. Không phải, bị tôi kết anh, tôi mới mời anh. Cửu phùng tri kỷ tiên bôi thiểu, phải không? Bây giờ tôi muốn qua đây mời anh. Nếu anh sợ tôi xỉn tôi quậy thì tôi xin hứa với anh. Hứa sao? Là tôi không có quậy khi xỉn mà tôi sẽ quậy khi tôi tỉnh. À, anh hứa không? Tôi hứa.
Ê, tôi nhớ hình như câu này anh hứa nhiều nhà lắm rồi nghe không? Không, nhưng mà đây là lần chót tôi hứa với anh luôn. À, anh uống cho tôi một ly. Tôi buồn, tôi muốn rượu trong cuộc đời tôi chưa bao giờ mà biết uống bình rượu. Bình tĩnh lại anh, bình tĩnh lại. Đó, bây giờ anh phải uống với tôi. Bây giờ là vô. Khoan. Sao? Đã người chuyên uống rượu mà không biết cái gì hết trơn hết trọi. Trước khi mình uống rượu đó là mình phải tế. Tế gì? Tế người đầu tiên là thiên. Thiên là trời. Trời tạo ra mưa gió. Thấy không? Anh mà không có tế thiên đó hả? Anh mà uống có ngày bị trúng gió chết. Còn có cái lực này nữa hả? Trời ơi, sao không có anh? Dạ. Còn xin tế thiên. À, thấy không? Đó, rồi đó bắt đầu nè. Anh làm gì vậy? Anh đừng có tiếc nghe. Không tốt đâu nghe. Cúng gió à. Mình cúng mình đâu tiếc chứ. Bây giờ, rồi cúng thiên rồi, bây giờ mình vô. Chưa, bậy bạ quay. Thiên thì phải có đĩa. Đĩa là đất, là người những cười coi đất đai này nè. Thấy không, để anh nằm đất là không bị giật. Anh thấy mấy người ta xỉn không? Nằm đất cái tự nhiên cái chết luôn đó. Nó thật ra mình phải cúng đó. Đĩa. Thấy chưa? Ta phải biết kẻ trên người dưới chứ đâu phải là muốn uống là uống đâu anh. Cúng đĩa rồi. Được, bây giờ mình phải cúng đĩa. Là cúng đĩa xong rồi, bây giờ còn là mình... Còn nữa anh ơi. Cái gì nữa? Còn ông bà mình nữa chứ. Có ông bà mình mới có mình. Thấy không, anh sống được ngày hôm nay là nhờ ai? Là nhờ ông bà. Đó, mình phải cúng ông bà chứ. Đó, dạ cúng ông bà. Uống nè. Khoan đã. Ông bà không sao, còn các dông nữa. Chứ đâu phải chuyện tôi còn nhiều anh cúng luôn đây. Đó, thấy không, tôi khoái những người hiểu biết như anh vậy đó. Mình phải hiểu biết mình mới sống dai được. Đó, bây giờ nè, cúng các dông hồn nè. Đó, mời các dông hồn. Đâu, vô hồn các bạn nữa chi. Trời ơi, cũng nhiều lắm. Dạ, cũng vô hồn. Qua bên đây nữa, các dông nè, chết bời nè, chết bụi nè, chết sông, chết suối, chết xe, chết ao, chết cỡ nào. Chết bị bóp cổ. À, sao? Chết bóp cổ là sao? Là tôi bóp cổ anh chết á. Thì bây giờ anh em mình uống nè. Anh uống với cô hồn các đảng luôn đi. Ủa làm gì tự nhiên anh giận vậy? Còn miếng nào không hiểu. Rồi sáng ra chai chết rồi. Thấy không hết thì mình đi mua. Nghĩ sao tôi đem chai rượu qua đây chưa uống được một miếng nào. Cái môi nó khô còn hơn là cái bánh tráng nướng. Nghĩ sao anh em anh đổ anh cúng cô hồn khác nữa. Trời ơi, tôi nói cho anh nghe là thấy không, anh cũng vậy hả? Tôi nói đâu có sai, cái tánh nào cũng tật nấy hả? Mỗi lần anh có rượu vô cái là anh quậy, ai cũng sợ hết đó biết. Hồi nãy tôi không thèm uống với anh đâu anh. Anh nói cho rõ ràng nha, hồi nãy tôi hứa với anh đàng hoàng rồi. Tôi hứa với anh là tôi xỉn tôi sẽ không quậy. Mà tôi tỉnh tôi mới quậy. Hồi nãy giờ có uống được con mẹ gì đâu mà không quậy. Anh tỉnh anh quậy là còn bậy hơn sai. Chứ bây giờ tôi hỏi anh nè, cắt cổ không bằng đổ rượu, nghĩ sao tôi đem chai rượu qua đây anh đổ anh cúng hết lấy cái rượu. Thì bây giờ cũng bất quá thì mình đi mua. Cái chai này bao nhiêu dữ vậy? Trời ơi, 7-8 ngàn đồng bạc hả? Con mắt bị mù hả? Mù cái gì? Nhìn cái thằng mày còn đọc được cái tiếng nào mày chữ mà Việt Nam nó không? Của Mỹ đó, của USA nó đem gì à? Phải không? Là rượu Tây đó ông nội, không phải rượu đế đâu cha ơi là cha. Hay là chai ở ngoài thì Tây mà ở trong là ta ông nội. Làm sao ta được, tự tôi khui mà. Đền cho tôi. Đền cho anh hả? Anh nói chuyện sao kỳ quá anh Sáu ơi. Kỳ cái gì? Cái này đâu có đáng bao nhiêu đâu mà bây giờ anh nói qua Tây với ta, chắc anh muốn tôi đền cho anh hả? Tiền đâu tôi đền cho anh? Anh còn chọc tức tôi nữa hả? Ủa? Tôi chọc tức anh hồi nào? Mà có cái gì đâu mà anh phải tức. Thấy không, đồng ý là chai rượu này của anh tiếc thiệt. Thấy không, nhưng mà anh bỏ tiền mua. Chứ tôi đâu có bỏ tiền mua đâu mà anh tiếc. Thấy không, hơn nữa anh là người ghiền rượu. Mà tôi lại không ghiền rượu, tại vì tôi sợ vợ tôi. Nó về nó thấy là chết cha tôi liền. Đó, bây giờ anh mời. Đó, tôi không uống thì tôi đổ. Hả, có gì đâu mà anh phải tức. Hả, gì? Hả, sao? Nổi điên. Nổi điên. Ủa nổi điên là vậy tôi hả? Tôi nói thiệt với anh nha.
Bây giờ tôi quánh anh á là người ta nói tôi là tại vì rượu mà quánh bạn á. Chứ có một người nào mà tới đây làm chứng mà đứng nghe được cái này, họ chỉ cần làm chứng nói anh móc họng tôi thôi nha. Tôi bay tôi quánh anh mà không đẹp không ăn tiền còn khúc xương cuối cùng cũng chơi với anh. Tôi quánh anh liền. Anh dám đánh tôi không? Anh đánh là tôi phang này cái ly vô anh liền á. Đừng có ba. Phang một cái lỡ trúng vào mặt tôi cái lưỡi nhăn sắc của tôi liền. Cái gì? Làm chứng phải không? Tôi rảnh đây sao không chịu kêu tôi vô làm chứng? Cảm ơn chị, có chị là tôi rất cảm ơn. Nãy giờ tôi đứng ở ngoài tôi nghe hết trơn trội rồi. Giờ sao? Đó bây giờ chị nói đi. Chị nói giùm tôi đi. Anh Tư. Sao? Anh á. Nói đúng á. Hả? Đó. Binh tưởng đàn anh binh. Anh á. Hồ đồ. Hỗn độn. Ăn nhậu. Quậy phá. Tôi đứng ở ngoài thôi. Tôi nghe cái giọng của anh thôi. Là tôi biết anh qua nhà ta nên xỉn rồi anh quậy rồi. Quậy cái gì? Rồi tôi vô trong đây tôi thấy cái chai rượu nữa là tôi thấy không được rồi. Không có một người đàn ông nào như ông hết trơn. Ông nghĩ sao mà ông bê tha ông ăn nhậu hả? Tôi á từ ngày ngày nay tôi theo tôi canh ông tôi cũng đủ mệt rồi. Ăn nhậu rồi ra la lối rồi mất trật tự. Ăn rồi bê tha đến nỗi con cái phải vác về có chịu đời cho nổi không? Đó. Rồi nhậu rồi la. Anh nghĩ coi giữa trưa bà con người ta đang ngủ im lặng như giữa trưa gì nè. Ông tới nhà người ta quậy đứng trước cửa nhà ông la lên. Ông đây mất trật tự. Tại sao? Ăn uống giữa trưa la lên. Cảm ơn. Tại tôi sao vậy? Trong họng bà. Có người đàn bà con gái nào như bà không? Đừng nói chuyện với trai mà đứng dậy hả? Biết nhựa không? Hỏi chưa? Cái gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Không biết trên mặt tôi chữ gì không? Cái dấu này chữ gì không? Bốn dấu chấm là chữ y là tượng trưng cho im, chứ phải yêu đương đâu nghe chưa? Phải thương yêu ông đâu nghe chưa? Ông làm gì vậy? Ông làm gì ông xá được người tôi vậy? Ở đây không ai có quyền gì la chứ, chứ người tỉnh táo như tôi có quyền la thôi. Tôi nói cho ông biết vậy, ăn nhậu bê tha hả, để cho con với vợ nó phải chạy mất luôn chứ đừng có nói ai hả, nghĩ sao uống hết cả một cái chai rượu này nè, ngồi kế bên anh mà mùi rượu nó nồng nặc ở trong mặt tôi chưa có người nào ông nên gì vậy? Tại vì nên hồi nãy giờ đó bà là cái gì của tôi, bà là hàng xóm thôi mà, bà là hàng xóm mà tôi tưởng bà là bà ngoại ha, mẹ tôi, bà nghĩ sao bà vô bà chửi nó xối xả như vậy hả? Khóc hả? Hoàng ức lên sao khóc? Nín nhất rớt một giọt nước mắt nào ra là biết cho tôi sáng mặt tay liền á. Không có méo. Có quyền. Không có quyền méo. Có quyền. Tại từ khi mà vợ chết tới giờ chưa có người đàn bà nào chửi tôi khí thế mà hùng hồn như bà hết. Dứt một cái hất nữa là biết cho tôi nghe chưa. Hên là ông Tư á, con người ổng dễ thương, ổng hiền lành. Anh qua nhà ổng, ông say xỉn, ông quậy ở bên đây, ổng không quánh ông. Chứ người khác ổng quánh ông cái mỏ ổng dài ra tới cái bàn này nè, ông hiểu chưa? Chứ sao? Con người ta quá đàng hoàng, anh không hỏi. Đó, vợ ổng kêu bỏ nhậu là ổng bỏ nhậu liền. Có bây giờ ổng dám nhậu nữa không? Ừ. Thấy chưa? Không bao giờ nhậu nhẹt bê tha vậy mà vợ vẫn bỏ đi. Thấy đó, chưa? Chị nó... Ủa sao tự nhiên lãng quá vậy? Chửi bên đó tự lãng qua bên tôi nữa làm sao? Quá, xin lỗi anh. Anh á, anh nhậu nhẹt, anh uống cả chai rượu nè. Anh qua nhà ta anh quậy, anh thấy người anh được không? Uống rồi nào? Uống cả một chai này mùi rượu nồng nặc đây nè. Uống rồi nào trời? Ông uống ông mới quậy, ông có rượu vô mới quậy. Tôi... Cái gì vậy? Bà có nghe rượu không? Trời thấy nhan sắc đẹp cái nhào nhào vô hà hà người tôi lại vậy? Tình ói á. Ói hả? Làm gì ói? Nhậu xỉn mà ói sao? Tôi đem rượu qua đây tôi có uống được miếng nào đâu. Cái rượu đâu? Quà. Đổ hết rồi. Ai? Tôi. Trời, nó vậy là nãy giờ tôi chửi Quang ảnh hả? Thì ảnh có uống miếng nào đâu mà chị chửi ảnh. Vậy là không có xỉn hả? Không có. Nín đi đừng khịt thêm cái nào nữa. Yên tâm, 3 giây thôi tôi lấy lại công bằng cho anh. Nha. Anh á, anh vừa phải thôi. Gì nữa đây? Tại sao kỳ cục vậy? Hả? Tại sao người ta đem rượu qua bên đây người ta mời anh? Anh uống không uống? Anh nói, anh làm gì anh đem đổ? Con người của anh là ăn uống hồ đồ. Giữa trưa nắng, nhậu nhẹt ra ngoài đường la lên. Mất trật tự. Nghe họng của mấy anh không à? Cả sớm này coi có nghe cái giọng của tôi không? Ai anh á, con người mấy anh á, ăn nhậu vô không biết hàng xóm láng giềng, nghe chưa? Tại sao chị ba bên nhà hồi đó mấy anh ho một cái, mấy anh trúng gió một cái, người ta qua ta cạo gió cho anh hả? Bây giờ người ta bệnh, mấy ngày nay mấy anh có bước qua thăm không? Cô không phải nhiều chuyện mà tôi ghét, tôi ức. Anh làm gì anh che, anh để nó đi. Nó có văng một chút xíu rồi cho anh tỉnh rồi hả? Mấy anh ăn nhậu quá đáng, hàm hồ, vô ý, đàn ông con. Hồi vậy, trong lúc tôi chửi người này thì người này phải nghe để lần sau rút kinh nghiệm. Tôi chửi một lần thôi là bao nhiêu người phải nghe một lượt. Bây giờ tôi chửi lại từ đầu nè. Hả? Khỏi chửi. Sao hả? Có thâu ăn hết rồi.
để đem về nghe từ từ thấm hơn, mất thời gian quá, mất trật tự công cộng. Anh nói, anh làm gì nên đổi, coi mình coi mình ăn uống hồi đâu, bữa chưa nắng, nhậu nhiệt sao lượm lá lết, mất chết tao. Nghe hỏng mấy anh không à, cả sớm này coi có nghe cái giọng tôi đâu. Ai anh á, con người của anh á, ăn nhậu mà không biết hàng sớm nói gì, nghe chưa? Tại sao chị ba lên nhà, hồi đó nó ăn khó được cái, nên trúng gió được cái. Công nhận, dậu tôi nó vô băng, nó ấm thiệt đó nha, hay ghê. Sau khi anh thu băng tôi mới quyết định bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ thu một cái băng chửi tôi gửi cho mấy thằng nhậu ở sớm này tôi về nó nghe. Còn bây giờ cái băng này anh cầm về đi, mỗi tối trước khi đi ngủ bật lên nghe giọng của tôi cho nó thấm. Cầm bà cầm về nghe đi. Hứ, đàn bà gì mà cứ qua đi sớm xác chửi hết người này rồi qua chửi tới người khác là sao? Anh Sáu dây, bây giờ anh ra ngoài sau nhà tôi, anh lấy cây kim mà mai bao bố á, lên đây mai cái miệng mà lại. Tôi đây cho. Không được, nhà của anh phải lấy. Được rồi, ngồi đây, tôi đi. Đứng lại, ngồi xuống. Định trốn mà. Tôi nói cho mấy ông biết nghe chưa, chôm rượu đi uống mà giờ định trốn hả? Sầu xạo hả? Tôi sẽ là nhân chứng. Người bị hại đâu, nô con. Đưa cái người hả? Con là người bị hại. Sao mày theo phép hả? À, chai rượu của con ở đây. Vậy mà hồi sáng con nói với ba lấy, ba không chịu, ba nói là ta không lấy chai rượu đâu. Đó, bây giờ bắt quả tang tại trận ba mới chịu phải không? Tại sao? Tại sao ba lại lấy chai rượu của con ba uống? Ba có biết chai rượu này giá bao nhiêu không? Bao nhiêu? Hả? Chai rượu này bao nhiêu là mày giữ vậy? Ừ. Hả? Chai rượu này bao nhiêu mà đứng trước mặt hàng xóm như vậy? Mày xỉa xói thằng cha mày, mày chửi cho mặt thằng cha mày. Đúng. Bao nhiêu mày nói đi, tao đền. 1,5 triệu. Hả? Trời ơi, 1,5 triệu. Gì vậy Sáu? Sáu à? Sáu. Bộ ai nhập Sáu hả Sáu? 1,5 triệu. 1,5 triệu mà mày đổ hết xuống đất rồi mày hút lên mày đổ đầy cho tao 1,5 triệu đã. Mày biết cúng cô hồn tao cúng có 2,000 nghĩ sao mày cúng 1,5 triệu? Tôi tưởng cái này có 7,000-8,000 chai à. Ai mà nghĩ nó mắc dữ vậy trời. Tiếc rồi phải không? Thấy 1,5 triệu tiếc rồi phải không? 1,5 triệu. Dì Tám nói thách rồi, dì Tám có 1,2 triệu à. 1,2 triệu cũng là tiền vậy? Ăn nhậu bê tha, con nó phải khiêng về nằm ở ngoài trống ngủ á. Ăn nhậu cho cố vợ lôi đậu ngoài đường vợ biết nhục hả? 1,2 triệu đó, để đó cho tôi ha. Tôi bán cái chai rượu đi, một lấy 1,2 triệu đem qua thăm chị ba bên bển kìa. Chị bệnh mấy bữa nay à, người ta nghèo khổ, người ta không có tiền kìa. Nói cho mấy ông biết nghe chưa, mấy ông sống ở đời mấy ông không biết thương người như thể thương thân, nhường cơm xẻ áo lòng nhân mới là. Nhường cơm thì đói thế bà, xẻ nửa cái áo chẳng thà cho luôn. Đúng rồi đó. Nói vậy đó hả? Còn nói vậy đó hả? Tôi nói ông biết nghe chưa ha, cứu một người bằng xây 10 cái chùa mà mấy ông nó ăn nhậu không à, ăn nhậu được cái gì? Giờ tôi giải quyết vậy, con ngồi xuống đi. Dạ. Mà đứng kế bên ta tôi sợ quá à. Nếu như mà chai rượu này còn y nguyên không có rớt một giọt nào hết thì mày có để cho gì á, đem bán cái chai rượu này lấy 1,2 triệu rồi bốn người mình cùng qua thăm chị ba anh bệnh giúp đỡ chị không? Nếu mà dì lấy cái chai rượu này để giúp dì ba, con sẵn sàng. Mày hay quá. Vậy thì chai rượu đây nè. Hả? Hửa cái gì bất ngờ phải không? Hồi sáng tôi biết ông chơm chai rượu ông bỏ đâu rồi, tôi vô tôi vớt trước rồi, tôi giả bộ tôi vô tôi la lối sùm thôi. Bây giờ cái chai rượu này tôi sẽ đem đi theo ý của nó, bán lấy 1,2 triệu thăm người ta. Mày tốt lắm. Dạ. Nhìn cái mặt mày tao thấy dễ thương lắm. Bây giờ có đưa cái chai rượu này cho mày đi ăn sinh nhật cũng trễ rồi, con bồ mày nó cũng bỏ rồi. Dì quyết định dì sẽ gả con gái của dì cho con. Đừng. Mừng quá không? Cha con mừng hốt hoảng luôn phải không? Yên tâm, con gái gì sắc đẹp y như gì. Một rồi nó có mầm dọc kìa mày, nó nằm ngang mà, giống như cái hàng rào chớ ngang cái miệng nha. Có gì lắm. Tối mà nội mày đếm một rồi nó không tới sáng. Còn nói về mà cái tính đó y như tao. Nó ít nói lắm, nói không lại nó cạp thôi. Dễ tao ưng lắm. Răng hàng tiền đạo nó không còn. Ít lắm còn cái nú nó cạp dục dột đá lắm. Có ai nó cười. Quyết định vậy đi. Nè, bây giờ chai rượu này bốn nó bình qua thăm chị ba. Bây giờ tôi đi bán nha. Đồng ý không? Đồng ý. Vậy thì chụp đi, đi bán nè. Ê, phải đủ, trời ơi, bể rồi. Trời ơi, bây giờ mới 1,2 triệu thiệt mà trời ơi. Tiêu hết rồi. Thấy chưa?
cũng còn mê rượu chè lắm đó không? Làm quá không à? Đây nè, 1.200.000 đây nè.